Toàn văn tuyên bố chung Việt Nam, Trung Quốc. Mục nhận lời mời của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 12 năm 2023. Trong thời gian chuyến thăm, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã có các cuộc hội đàm với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, các cuộc hội kiến với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Hai bên cho rằng, Việt Nam và Trung Quốc là láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt, đều là nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, chế độ chính trị tương đồng, lý tưởng niềm tin tương thông, con đường phát triển gần gũi, cùng chung chí hướng, chia sẻ tương lai chung, đều nỗ lực vì nhân dân hạnh phúc và đất nước giàu mạnh, nỗ lực vì sự nghiệp cao cả hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Nhằm kế thừa và phát huy truyền thống hữu nghị, mối tình thắm thiết Việt, Hoa, vừa là đồng chí, vừa là anh em, tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam, Trung Quốc. Hai bên nhất trí xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam, Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, nỗ lực vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Phía Việt Nam ủng hộ việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai nhân loại, sáng kiến phát triển toàn cầu, sáng kiến an ninh toàn cầu và sáng kiến văn minh toàn cầu. Các sáng kiến nêu trên có mục tiêu đề ra là nhằm bảo vệ lợi ích chung của toàn nhân loại, vì sự nghiệp hòa bình, chính nghĩa và tiến bộ của nhân dân thế giới, đáp ứng mong muốn xây dựng thế giới tốt đẹp của nhân dân các nước. Hai bên nhất trí cho rằng, phát triển quan hệ giữa các nước cần tuân theo Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế, kiên trì tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, cùng có lợi, hợp tác cùng thắng, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, kiên trì giải quyết bất đồng thông qua biện pháp hòa bình. Theo các định hướng trên, hai bên đồng ý thúc đẩy quan hệ Việt Nam, Trung Quốc bước vào giai đoạn mới với tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác quốc phòng, an ninh thực chất hơn, hợp tác thực chất sâu sắc hơn, nền tảng xã hội vững chắc hơn, phối hợp đa phương chặt chẽ hơn, bất đồng được kiểm soát và giải quyết tốt hơn. Chung tay thúc đẩy sự nghiệp xã hội chủ nghĩa thế giới phát triển, đóng góp tích cực cho sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại. 2. Trong bầu không khí hữu nghị, thẳng thắn, hai bên thông báo cho nhau tình hình của mỗi đảng, mỗi nước, cũng như lý luận và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội, vui mừng trước những thành tựu to lớn, mang tính lịch sử mà mỗi đảng, mỗi nước đã đạt được trong sự nghiệp phát triển đất nước, thực hiện hiện đại hóa và xây dựng chủ nghĩa xã hội phù hợp với tình hình đất nước mình, cho rằng điều này thể hiện đầy đủ sức sống và tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và Trung Quốc. Phía Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn mà đảng, chính phủ và nhân dân Trung Quốc đạt được trong 10 năm thời đại mới và những thành quả quan trọng đã đạt được trong việc quán triệt thực hiện tinh thần Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc. Phía Việt Nam chúc và tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo kiên cường của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với đồng chí Tập Cận Bình là hạt nhân, dưới sự định hướng của tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới, đảng, chính phủ và nhân dân Trung Quốc nhất định sẽ tiếp tục làm phong phú và mở mang con đường hiện đại hóa kiểu Trung Quốc. Không ngừng hoàn thiện nền dân chủ nhân dân toàn quá trình, thúc đẩy mạnh mẽ công trình vĩ đại mới về xây dựng đảng, hoàn thành đúng thời hạn các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra, thực hiện thắng lợi mục tiêu phấn đấu 100 năm thứ hai, xây dựng Trung Quốc thành cường quốc hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp. Phía Trung Quốc ủng hộ và đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong gần 40 năm đổi mới, 10 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung sửa đổi năm 2011. Đặc biệt là những thành quả quan trọng, toàn diện kể từ sau Đại hội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam đến nay, thúc đẩy sức mạnh tổng hợp và ảnh hưởng quốc tế của Việt Nam đạt tới tầm cao chưa từng có. Phía Trung Quốc chúc và tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhất định sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ lớn mà Đại hội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra, xây dựng Việt Nam thành nước phát triển có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045. Phía Trung Quốc khẳng định ủng hộ Việt Nam phát triển phồn vinh, nhân dân hạnh phúc, xây dựng nền kinh tế lớn mạnh, độc lập, tự chủ,
thúc đẩy đồng bộ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế toàn diện, phát triển quan hệ đối ngoại rộng mở, hữu nghị, phát huy vai trò ngày càng quan trọng hơn cho hòa bình, ổn định, phát triển và phồn vinh của khu vực và thế giới. 3. Hai bên đã nhìn lại quá trình phát triển quan hệ hai đảng, hai nước Việt Nam, Trung Quốc, trân trọng sự giúp đỡ quý báu và vô tư mà hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước dành cho nhau trong các thời kỳ. Nhất trí cho rằng tình hữu nghị truyền thống vừa là đồng chí, vừa là anh em do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các nhà lãnh đạo tiền bối đích thân gây dựng và dày công vun đắp là tài sản quý báu của nhân dân hai nước, cần phải kế thừa tốt, bảo vệ tốt, phát huy tốt. Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn đánh giá cao và trân trọng sự ủng hộ mạnh mẽ và giúp đỡ to lớn của Đảng, nhà nước và nhân dân Trung Quốc trong sự nghiệp giành độc lập dân tộc và giải phóng đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và phát triển đất nước. Vào thời điểm chuyển giao thế kỷ, hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã xác lập phương châm láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai và tinh thần láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt. 15 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện vào năm 2008 đến nay, hợp tác trên các lĩnh vực đã đạt được tiến triển tích cực, toàn diện. Bước vào thời đại mới, quan hệ Việt Nam, Trung Quốc không ngừng mở rộng và đi vào chiều sâu, đặc biệt là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình sau khi bế mạc Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc đã mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiến hành chuyến thăm mang tính lịch sử tới Trung Quốc, thúc đẩy quan hệ Việt Nam, Trung Quốc lên tầm cao mới. Hướng tới tương lai, phía Trung Quốc nhấn mạnh kiên trì chính sách hữu nghị với Việt Nam, coi Việt Nam là hướng ưu tiên trong ngoại giao láng giềng. Phía Việt Nam khẳng định luôn coi quan hệ Việt Nam, Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Đây là lựa chọn chiến lược của hai bên. Hai bên nhấn mạnh, kiên định ủng hộ hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước kiên trì tự chủ chiến lược, tự chủ lựa chọn con đường phát triển phù hợp với tình hình đất nước mình. Kiên trì xử lý thỏa đáng và tích cực giải quyết bất đồng thông qua biện pháp hòa bình trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế, duy trì đà phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam, Trung Quốc, đóng góp tích cực hơn nữa cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới. Trên cơ sở những nhận thức chung nêu trên, trong bối cảnh tình hình thế giới trải qua những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường và chưa từng có tiền lệ, hai bên đồng ý kiên trì định hướng chính trị của lãnh đạo cao nhất hai đảng, hai nước, nhìn nhận và phát triển quan hệ Việt Nam, Trung Quốc từ tầm cao chiến lược và tầm nhìn lâu dài. Tuân theo phương châm 16 chữ và tinh thần 4 cốt, lấy dịp 15 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện làm thời cơ, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam, Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, nỗ lực vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại. 4. Để tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy vững chắc việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam, Trung Quốc, hai bên nhất trí phát huy tốt vai trò điều phối tổng thể của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam, Trung Quốc. Tích cực thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới, tập trung vào 06 phương hướng hợp tác lớn dưới đây, xác định mục tiêu, hoàn thiện cơ chế, đưa ra biện pháp, đôn đốc thực hiện. 4.1 Tin cậy chính trị cao hơn. Để tập trung nắm bắt phương hướng phát triển của quan hệ Việt Nam, Trung Quốc, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi chiến lược, kiên trì đối xử bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, củng cố hơn nữa tin cậy chính trị. 1. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hơn nữa giao lưu mật thiết giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước thông qua các hình thức như thăm song phương, cử đặc phái viên, đường dây nóng, trao đổi thư điện, gặp gỡ thường niên và tiếp xúc tại các diễn đàn đa phương, kịp thời trao đổi chiến lược về các vấn đề quan trọng trong quan hệ song phương và tình hình khu vực, quốc tế mà hai bên cùng quan tâm, định hướng và chỉ đạo chiến lược đối với sự phát triển ổn định, lành mạnh của quan hệ hai đảng, hai nước trong thời kỳ mới. 2. Hai bên nhất trí phát huy đầy đủ vai trò đặc biệt của kênh đảng, tăng cường hơn nữa sự chỉ đạo, điều phối của cơ chế gặp gỡ cấp cao hai đảng và vai trò thúc đẩy, điều phối của các cơ quan đối ngoại của hai đảng, nâng cao hiệu quả giao lưu. Hợp tác giữa các cơ quan tương ứng của hai đảng ở Trung ương, các tổ chức đảng địa phương hai nước, đặc biệt là các tỉnh, khu, giáp biên, thông qua cơ chế hội thảo lý luận giữa hai đảng, kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ, trao đổi đoàn kênh đảng, tăng cường giao lưu,
tham khảo lẫn nhau về xây dựng đảng và quản lý đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội và trong các lĩnh vực như tổ chức, tuyên giáo, tuyên truyền, kiểm tra kỷ luật, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp, dân vận, mặt trận thống nhất, kinh tế, xã hội. Tăng cường hơn nữa giao lưu, hợp tác hữu nghị giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Trung Quốc. Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc. 3. Hai bên nhất trí triển khai tốt thỏa thuận về làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trong thời kỳ mới giữa Bộ Ngoại giao hai nước, duy trì tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo hai Bộ Ngoại giao, tiếp tục tổ chức cốt tham vấn ngoại giao thường niên, tăng cường giao lưu cấp vụ, cục tương ứng, thực hiện tốt kế hoạch đào tạo cán bộ, ủng hộ và tạo thuận lợi cho việc cải thiện điều kiện trụ sở và nhà ở của cơ quan đại diện ngoại giao hai nước. 4. Phía Việt Nam tái khẳng định kiên định thực hiện chính sách một Trung Quốc. Công nhận Đài Loan là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc, kiên quyết phản đối hành động chia rẽ Đài Loan độc lập dưới mọi hình thức, ủng hộ nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước, không phát triển bất cứ quan hệ cấp nhà nước nào với Đài Loan. Phía Việt Nam cho rằng các vấn đề Hồng Kông, Tân Cương, Tây Tạng là công việc nội bộ của Trung Quốc, tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ Trung Quốc, các khu vực trên sẽ duy trì ổn định và phát triển thịnh vượng. Phía Trung Quốc bày tỏ đánh giá cao điều này. Phía Trung Quốc ủng hộ các nỗ lực của phía Việt Nam trong việc duy trì ổn định xã hội, đảm bảo an ninh quốc gia và thúc đẩy đoàn kết dân tộc. 4.2. Hợp tác quốc phòng, an ninh thực chất hơn. Hợp tác quốc phòng, an ninh là một trong những trụ cột của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, có vai trò quan trọng trong việc củng cố tin cậy chiến lược giữa hai đảng, hai nước. Để bảo vệ an ninh của nước mình, góp phần duy trì hòa bình, an ninh, ổn định của khu vực và thế giới, hai bên nhất trí tăng cường các cơ chế hợp tác về quốc phòng, công an, an ninh, tòa án tối cao, viện kiểm sát tối cao, nghiên cứu xây dựng cơ chế giao lưu giữa các cơ quan tư pháp tương ứng của hai nước, thúc đẩy các hợp tác trọng điểm sau. 1. Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa giao lưu cấp cao giữa quân đội hai nước, phát huy tốt vai trò của các kênh như giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới, đối thoại chiến lược quốc phòng và đường dây nóng giữa hai bộ quốc phòng, triển khai hiệu quả, tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng đến năm 2025 giữa bộ quốc phòng hai nước. Tăng cường giao lưu, hợp tác giữa quân đội hai nước trong các lĩnh vực như công tác chính trị, đào tạo cán bộ, nghiên cứu chung, tăng cường hơn nữa hợp tác về công nghiệp quốc phòng, diễn tập và huấn luyện chung, y tế hậu cần, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và lĩnh vực an ninh phi truyền thống. Tiếp tục đi sâu hợp tác biên phòng, thúc đẩy triển khai tuần tra chung biên giới trên đất liền, khuyến khích các đồn trạm biên phòng của hai nước thiết lập quan hệ hữu nghị, tăng cường phối hợp về quản lý và bảo vệ biên giới. Tiếp tục triển khai tốt tuần tra chung trên vịnh Bắc Bộ và hoạt động tàu quân sự thăm nhau, làm sâu sắc cơ chế giao lưu, hợp tác giữa hải quân và cảnh sát biển hai nước. 2. Hai bên nhất trí phát huy đầy đủ vai trò đặc biệt của kênh đảng, tăng cường hơn nữa sự chỉ đạo, điều phối của cơ chế gặp gỡ cấp cao hai đảng và vai trò thúc đẩy, điều phối của các cơ quan đối ngoại của hai đảng. Nâng cao hiệu quả giao lưu, hợp tác giữa các cơ quan tương ứng của hai đảng ở Trung ương, các tổ chức đảng địa phương hai nước, đặc biệt là các tỉnh, khu, giáp biên, thông qua cơ chế hội thảo lý luận giữa hai đảng, kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ, trao đổi đoàn kênh đảng, tăng cường giao lưu, tham khảo lẫn nhau về xây dựng đảng và quản lý đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội và trong các lĩnh vực như tổ chức, tuyên giáo, tuyên truyền, kiểm tra kỷ luật, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp, dân vận, mặt trận thống nhất, kinh tế, xã hội. Tăng cường hơn nữa giao lưu, hợp tác hữu nghị giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Trung Quốc. Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc.